Dung. Con tìm ai? Tao là Dung. Đây thật sự là một cái may mắn của Hoàng Oanh, bởi vì đã được anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tin tưởng và giao cho vai diễn Dung đại ca. Mặc dù là ở bên ngoài thì nhìn mình không có tí nào là đại ca hết, mà trước giờ thì khán giả đều quen thuộc với hình ảnh của một Hoàng Oanh rất là bánh bèo, rất là nữ tính. Chính vì thế mà phải nói là anh Dũng, gọi là anh Dũng khùng, đã rất là dũng cảm tin tưởng để giao cho vai Dung đại ca cho anh. Có lẽ là anh đã nhìn thấy được một điều gì đó ở bên trong tinh thần của anh rất là giống với Dung đại ca. Ai đồng ý kết nạp Hiểu Phương làm thành viên mới của nhóm mình? Đồng ý. Cái quá trình mà cast vai diễn này thì cũng thú vị, là mọi người đều đã ướm anh vào vai Hoa Khôi Tuyết Anh rồi. Nhưng mà khi cast cảnh đầu tiên xong là anh Dũng đã nói là thôi em cast vai Dung đại ca đi. Thì trong lúc mà cast vai Dung đại ca thì anh cảm thấy mình có một cái sự kết nối vô hình với nhân vật này. Anh phải thay đổi tất cả mọi cái cử chỉ, những cái phản ứng, những cái thái độ cũng như là những cái sinh hoạt của mình hàng ngày luôn. Có nghĩa là không phải là vô trong phim rồi thì mình mới là Dung đại ca, mà ở ngoài là mình cũng phải tập quen như vậy luôn, để mình sống với nhân vật ấy ngay từ đầu, nó ăn vào trong máu mình. Cái võ thuật là cái làm khó anh nhất, là trước giờ là anh chỉ có học múa thôi, thì tay chân mình nó rất lỏng lẻo và mềm. Khi mà vào một vai võ thuật như vậy á, thì mình phải cố gắng rất là nhiều, mà mình không có quá nhiều thời gian. Khi mà vào những cảnh hành động như vậy á, mặc dù là khó nhưng mình lại càng cảm thấy háo hức hơn. Vai diễn Dung đại ca thật sự là một cột mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp của anh. Bởi vì vai diễn này nó cũng giống như là có một cái duyên với anh vậy. Nó đến ngay lúc mà bản thân anh cũng đã trải qua một năm có rất là nhiều biến động và nhiều thay đổi trong cả suy nghĩ, trong cả cái cách sống và cách làm việc của mình. Trước đây thì anh là một người khá là nhút nhát, khá là thụ động, và cũng có một cái giai đoạn mình cảm thấy rất là mất phương hướng. Nhưng mà trong suốt một năm đó thì bởi vì mình rơi một cái khủng hoảng như vậy, cho nên là mình lại càng có cái động lực để mình mong muốn mình thay đổi bản thân mình. Tụi mình là một nhóm mà. Mày yêu gái quê hồi nào hả Dung? Trước giờ là mặc dù mọi người chỉ thấy mình bên ngoài là rất là nữ tính và ngọt ngào, nhưng thật sự là trong suốt 12 năm làm nghề thì anh luôn tự là người quyết định mọi thứ trong cái công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Mình độc lập và mình tự quyết đoán. Mình cũng trải qua rất là nhiều thứ và ngày càng trưởng thành hơn. Thì có lẽ là cái nhân vật mà bao bọc cho người khác, rất là độc lập, rất là mạnh mẽ, luôn luôn muốn bảo vệ, luôn muốn che chở cho những người thân yêu xung quanh của mình, nó vô cùng hợp với cái tính cách ở bên trong của anh. Mọi người có một cái sự hiểu lầm là anh đã hậu rồi thì mới làm MC, nhưng mà không phải như vậy. Anh đã làm MC từ trước đó rồi. Và thật sự là bởi vì anh chưa được có một cái sự chín mùi để khán giả nhớ đến mình trong vai trò MC, nên anh mới quyết tâm là phải đi thi người dẫn chương trình, để thứ nhất là mình lăn xả cho mình trải nghiệm, mình va chạm, mình học hỏi nhiều hơn. Và thứ hai là khẳng định với mọi người đây là một nghề nghiệp mà mình đam mê và muốn theo đuổi trong tương lai. Mình làm vì đam mê của mình hay là mình làm chỉ để chứng tỏ năng lực của mình cho cả thế giới thấy thôi á, thì anh nghĩ là cái đam mê nó phải là trước tiên. Tại vì nhiều khi mình chứng tỏ, nhưng mà nếu mà cái đó không phải là điều mình yêu, mà chỉ vì mình muốn được tung hô hay mình muốn được nổi tiếng thôi, thì anh nghĩ nó cũng không có bền. Tại vì chỉ có cái đam mê, cái tình yêu của mình với nghề á, nó mới có thể nuôi dưỡng cái hạnh phúc, cái niềm vui của mình hàng ngày để đi làm được. Chứ nếu mà bạn làm một việc mà bạn không có yêu thích thì hàng ngày mà bạn đi làm cũng như bị tra tấn vậy. Thì anh nghĩ là khi mà mình sống hết mình với đam mê thì tự nhiên cái năng lượng của mình nó tỏa ra và tất cả mọi người sẽ thấy được điều đó. Mình không cần phải chứng tỏ gì cả.